Xin chào quý anh chị, hôm nay cùng công ty Két Sắt Phát Tài chúng em đi giao một chiếc két sắt vô cùng đặc biệt. Anh chị hãy cùng xem hết video để xem mẫu két sắt đó như thế nào nhé. Trong văn hóa Việt Nam, nhà thờ họ không chỉ là nơi thờ cúng tổ tiên mà còn là biểu tượng của gia đình, dòng tộc. Đây là một nhà thờ họ của khách hàng ngày hôm nay với chi phí xây dựng được chủ nhà chia sẻ lên đến hơn 20 tỷ, nguyên tiền gỗ chắc đã tới 19 tỷ. Gia chủ tìm đến chúng em với mong muốn một chiếc két sắt không chỉ là một vật dụng cất trữ tài sản, di vật của tổ tiên hay tài liệu quan trọng của dòng họ mà còn là biểu tượng cho sự bền vững của gia tộc. Sự hiện diện của két sắt trong nhà thờ họ cũng nhắc nhở mỗi thành viên trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị và góp phần làm cho không gian thờ cúng trở nên trang trọng và thiêng liêng hơn. Qua những chia sẻ của gia chủ thì bên em quyết định lựa chọn hình ảnh chạm trổ tinh xảo của chim phụng, tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng. Chim phụng trong văn hóa thờ cúng tâm linh cũng được đề cao. Chim phụng xuất hiện trong các tín ngưỡng tâm linh, thường được thờ trong các nghi lễ tâm linh. Nó được coi là sứ giả của các vị thần, mang thông điệp của sự bình an và bảo vệ. Sau khi xác định được vị trí cây đặt và hoàn thành xong, bên em cũng được ngồi lại với gia chủ và lắng nghe những chia sẻ về quá trình phát triển của dòng tộc qua từng giai đoạn, từ khó khăn cho đến phát triển và có được thành quả như ngày hôm nay. Hành trình giao két sắt phong thủy đã hoàn tất, nhưng ý nghĩa và năng lượng tích cực mà nó mang lại vẫn ở mãi trong không gian sống và đi theo sự phát triển của dòng tộc.